Nguyễn Oanh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đã đến Sapa du lịch, được thăm tất cả những danh lam thắng cảnh ở đây như là đèo Ô Quy Hồ, thác Tình Yêu, thác Bạc hay là tu viện Tả Phìn. Nhưng có một điểm đến vô cùng thú vị mà Nguyễn Oanh muốn giới thiệu tới tất cả mọi người, đó là bãi đá cổ ở thung lũng Mường Hoa. Câu chuyện kể rằng từ rất lâu rồi, ở tận phương Bắc xa xôi đã xảy ra một cuộc chiến tranh vô cùng thảm khốc giữa hai bộ tộc. Nhưng kẻ chiến thắng lại là một tộc trưởng tàn ác. Người tộc trưởng này còn có quân sư là một tên phù thủy rất gian manh, luôn tìm cách sắp tâm chiếm đoạt người con gái duy nhất của tộc trưởng. Thế nhưng nàng tiểu thư xinh đẹp lại yêu chàng trai con tộc trưởng chiến bại trong một cuộc chiến tranh. Lúc hai bộ lạc còn chung sống hòa bình thì tình yêu của đôi trai gái thật đẹp. Họ thề non hẹn biển mãi mãi sẽ không rời xa nhau. Chính những lời xúc xiểm của tên quân sư nên cha cô gái đã phát động chiến tranh. Dù vậy nhưng đôi trai gái vẫn yêu nhau tha thiết. Họ quyết tâm bảo vệ hạnh phúc. Khi biết rằng không thể ngăn cản một cuộc chiến tranh giữa hai bộ tộc, chàng trai và cô gái đã cùng nhau trốn về phương Nam với hy vọng sẽ tìm được hạnh phúc ở một nơi xa lạ. Khi nghe tin con gái bỏ trốn cùng con trai của kẻ thù, tộc trưởng huy động quân lính giáo giết đuổi theo. Tên quân sư phù thủy đã nói lời nguyền rủa: nếu hai người đến suối Kim Hoa mà thoát vào đêm thứ 10 thì ta sẽ chọn thất bại. Nhưng mà đến ngày thứ 11 mà chưa qua được suối Kim Hoa thì hai người sẽ mãi mãi hóa thành đá. Đến đêm thứ 10, đôi trai gái đã đến thượng nguồn của suối Kim Hoa, ngày nay là suối Mường Hoa, thuộc hai xã Tả Van và Hầu Thào của Sapa. Thì cô gái bỗng bị sa xuống bãi đầm lầy, trong khi chàng trai thì đã vượt qua. Chàng trai bèn quay lại để tìm cô gái. Được một quãng mệt quá, chàng bèn gục xuống. Đến khi trời sáng, chàng trai hóa đá, đầu vẫn ngước về phương Bắc nơi người yêu còn ở đó. Còn cô gái cũng đã hóa đá, đầu cô hướng về phía Nam như cố chạy theo chàng trai. Người già trong vùng thì luôn khẳng định hòn bố và hòn mẹ vẫn không ngừng lần tìm tới nhau, do khoảng cách giữa chúng ngày càng gần nhau hơn. Ngày nay khi đặt chân tới Sapa du lịch, tại km số 7 thuộc địa phận của hai xã Hầu Thào và Tả Van, người ta vẫn nhìn thấy hai hòn đá, đá bố và đá mẹ. Do cách đó không xa còn có một tảng đá nữa gọi là hòn đá con. Và có một điều vô cùng đặc biệt, đó là trên những tảng đá này đều ẩn chứa những hình vẽ vô cùng kỳ bí. Các nhà khoa học đã giả thiết rằng đây có thể là một cuốn sách cổ của người Mông hoặc là một bản đồ cổ của người Mông. Đến Sapa nghe câu chuyện tình yêu trên bãi đá cổ nằm trong quần thể vô vàn những bãi đá cổ tại thung lũng Mường Hoa, chắc hẳn đó là điều du khách nào cũng mong muốn.